Chào các bác, sau đây em xin giới thiệu về chân chống nhôm loại 2 vít để bắt vào cái cầu ở xe luôn. Đây phía trên là thép này, chỗ này là nhôm này. Trong này nó có một lò xo chìm, lò xo này bẩy rất là khỏe và chắc nhá, không có đổ rơ luôn. Chỗ này là điều chỉnh dài ngắn của chân chống. Chân chống này lắp được cho dòng xe địa hình 24, 26, 27.5 cũng như là vành 700 nhá. Yêu cầu của nó là có cái cầu bắt như cái chân chống này đây. Đây em quay chi tiết đây. Cái này nó sinh ra để thay cho cái loại chân chống theo xe này. Bởi vì chân chống theo xe này một thời gian nó choãi vì nó khá là yếu. Còn loại này nó cứng cáp hơn rất là nhiều luôn. Rất là cứng cáp luôn. Lắp vào thì gần như chưa ai chê cả. Các bác chưa quen về các cái tai bắt này thì cứ gửi ảnh qua Zalo của shop nhé. Shop sẽ tư vấn em là nó phù hợp không để mình chọn cho nó đỡ mất thời gian. Bởi vì nó có một loại là nó có hai cầu bắt cùng khoảng cách ốc như thế và nó chìm ở trong khung ấy. Thì vẫn lắp được nhá. Thì các bác cứ gửi ảnh cho em. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Chào các bác. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.